Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái game Survival Evil. Hôm nay xui game mới mình mới bị sốt xong, nóng người quá trời. Bây giờ là khuya rồi, thôi mình cố dậy mình làm luôn clip. Chứ hồi hôm nay là mình nghỉ break rồi, mình nghỉ không có làm, không có quay video này rồi. Thì may ra buổi tối của mình thì mình uống thuốc vô nó hạ sốt được. Giờ mình không dám xài quạt luôn, là các bạn hiểu rồi đó. Cái cảm giác đang người bệnh mà quay clip là các bạn thấy nó phê cỡ nào rồi. Nhưng mà kệ nó, lỡ rồi. Mà đang làm series này nên mình cũng đang không muốn dừng. Tập mới phải làm nhiều cái lắm. Như tập trước là mình đã bắt được con Riffin huyền thoại. Con này là chính là cái con ET, con thuộc dạng là tiến hóa bên game Dark and Light sao á. Không tin các bạn có thể lên mạng search mấy con mà hình như kì Elite sao, Elite Riffin Dark and Light á. Con này là con phiên bản cuối cùng luôn nè. Cái con này kiểu như con thần á, nó rất là đẹp đó, các bạn nhìn thấy không? Và tại sao mình không dám cưỡi nó, vì con này nó làm rush game mình 3 lần rồi. Hôm qua khi mình bắt nó là mình bị rush game 3 lần, trời ơi không thể tin được luôn, quá trời là mệt. Hôm nay là chắc nói ít tại vì đang bệnh quá, đừ hết người rồi, người mình giờ là nóng kinh khủng. May mà vừa vừa vừa, vừa đỡ một chút nên quay luôn cho các bạn xem. Thấy hy vọng là mai mình sẽ khỏe lại. Với lại trong đây nó mới update mấy cái hay lắm. Từ từ mình chơi mình kiếm ha. Bây giờ là hôm nay sẽ tập này sẽ đi lấy cái đi kiếm đồ, đi làm cái ống nhòm nè, đi làm cái ống nhòm sell mod phong ta, không phải sell bài lát, không phải cái này, cái nào nhờ mình không nhớ tên mới khổ chứ. Làm cái ống nhòm xịn 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 đó, để cho nó chất lừ ra coi. Bromobola hả? Wow, bola không giới hạn. Ủa sao mấy này mình nhớ mình học rồi mà sao tự bắt mình học lại ta? Clayton. Để mình kiếm cái ống nhòm thử. Wow, có mấy cái bình này nè của map sa mạc. Leader. Ủa cái ống nhòm đâu ta? Không có cái ống nhòm sao chơi? Oh shit thật. Cái gì đây ta? Mấy cái này là mấy cái gì mình cũng chẳng biết nữa. Factory. Bình nước. Cung lửa. Tường sắt. Hàng rào sắt. Bi trap. Cái này giống là đồ bẫy bẫy gấu à. Cái này là cái lò nè. Cái này basilio. Lay trap. Infastigo. Đâu à, ha. Không có ống nhòm đó là không có làm gì được hết á, rất là mệt luôn, không biết con nào bao nhiêu turbo mới xỉu được. Để mình kiếm kiếm kỹ kỹ là chưa, chắc chắn là nó sẽ ở đâu đây thôi. Oh no, đâu trời, hay là do mình bấm lẹ quá nó không ra kịp, nó lướt qua rồi mình không để ý. Stand up hả? Cái này là của mod nào á ta? Indurifer. Hôm nay à, cố gắng à, chế cái cung xịn xịn để đi bắt thú cho nó dễ. Anunnaki, cần oi, Cementin. Cementin với Metal God hả? Hơi căng à. Wow, tốn như trời. Không thấy đâu hết, không biết, không nhớ tên của nó là cái gì hết. Đâu ta? Rồi kiếm mệt luôn á. Để từ mình kiếm thử ha. Rồi ổng núp đâu rồi ta? Ra đi làm ơn, cái ống nhòm hãy xuất hiện. Poison water. Rồi có cái ống nhòm mới làm nên tất cả, bây giờ không có ống nhòm sao mà làm được gì ta? Cái ống nhòm khó nhìn lắm. Mỗi lần mình làm mình kiếm cái ống nhòm này mệt luôn á. À đây rồi, electronic. Wow. Cái này hả? Ok. Polymer. Obsidian. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi lên núi kiếm đồ. Đó.
Hôm nay mình sẽ bay thật xa. Mấy con này có ngày mình bắt thôi, bây giờ chưa bắt được. Không có cung tên để sao bắt. Kiếm cái cung tên xịn xịn nó hôm qua làm mớ rồi mất tiêu hết. À, cái mới pick up rồi thì qua pick up cái con kia đi ra cái khu nào nhiều nhiều để mình săn mớ cái trái đen đen để mình bắt, để mình farm trái đen đen. Đâu rồi ta, hôm qua nhớ Dũng đâu đây mà. Rồi hai con nó đâu mất tiêu rồi. Ủa trên đây bay qua cái vùng này là đúng rồi. Metal tay phone không phải. Đây rồi thấy rồi. Mình sẽ pick up nó đi xa xa một tí. Wow, bự cho bự luôn, bự xà lự luôn. Con này à, cứ tăng hết đạp cho nó. Đi thôi. Đi kiếm cái khu vực. Ê, cái này cái hang hả? Ghê hả? Ồ. Hay à. Núp trong đây hả? Mẹ Crystal. Wow, thì ra là núp ở trong đây. Núp ở trong đây. Mình cần phải bắt một con Stego không phải đâu. Con này ta. Con mà có gai gai ở đuôi các bạn. Để cho nó đi farm mấy cái này nè. Wow, không ngờ trong đây lại có cái hang thật là đẹp ha. Hang nước hay thiệt, tụi mình đang bay mình thấy. Đi thôi, kiếm thêm mớ đồ. Wow, cái này có cái cầu nhìn đã hả. Ồ, khe núi khám phá coi. Ồ, ở dưới quá trời khủng long luôn, mấy khủng long hiền ăn cỏ không à. Chỗ này ít đồ. Kiếm chỗ nào cây cây cối nhiều á thì mình mới mới farm được mới đồ. Không biết cái bông hoa này có thể farm được nhiều không ta, thử coi. Ôi có mèo luôn này mấy bạn. Wow, farm được mèo luôn. Mình mới có cái hồ cá bữa giờ quên nói mấy bạn. Mình có cái hồ cá thủy sinh mini. Không biết các bạn hứng thú chiêm ngưỡng không ha. Chiêm ngưỡng thì mình cho các bạn xem, mình sẽ làm clip quay bằng điện thoại cho các bạn xem cái hồ cá mini của mình. Cái hồ của mình là thủy sinh luôn, là cây thật, cá thật. Nó nhỏ xíu à, nó mini nhìn cưng lắm. Mình farm tí này nữa. Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm clip ngắn cho các bạn xem cái hồ cá của mình. Mỗi lần mình buồn buồn mình lại ngắm tụi nó, rất là đã, dễ thương lắm. Wow, chỗ này quá trời luôn. Farm mớ mớ nhóc nhóc một tí. Hoa lá hẹ nè. Chuột phải một cái rồi. Bùm. 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 Chát. Đó. Ở chỗ này khá là nhiều. Để farm cho nó nhiều nhiều một tí. Bị nặng rồi hả? Trái này cút luôn. Trái này cút luôn đi. Con này sao yếu vậy ta? Rồi. Pha một ít cái này. Wow. Chỗ này đẹp quá vậy. Tự nhiên làm viên đá tròn queo, chỗ này có đồ, có cây. Đó, đẹp lắm. Trời bị tối rồi. Số 9 nè. Đó. Hơi tối một chút. Rồi để cho nó tự nhiên đi, tại vì sáng cũng nhanh lắm các bạn. Mình cần đi săn con kia để về farm metal thiệt nhiều cho bạn. Mình sẽ chơi nó từ từ thôi. Chứ chơi nhanh quá nó chán lắm. Chơi cảm giác mình làm ào ào ào, mình có tất cả rất là mệt, rất là không có hay. Mình chơi từ từ vậy không biết các bạn có thích không ha. Kiểu như đi farm, kiểu sống lại cái thời kỳ mà lâu rồi. Nhiều rồi. 7.000 rồi.
chắc đủ rồi đó. Làm 9.000 luôn đi. À, nếu các bạn ủng hộ làm cái clip thuộc dạng vlog của hột cá thì đừng quên một like ủng hộ cho mình nha. Nếu mình thấy nhiều like à, cảm giác là các bạn rất là thích thú rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình rất là đẹp. Nếu các bạn nào mà kiểu như là cũng thích nuôi cá như mình, thích nuôi vật nuôi đồ á, thì đừng quên comment bên dưới nha. Hãy để lại một like, một comment của các bạn, để mình có thêm cái động lực để mình quay thôi. Rồi, chỗ này bèo quá trời luôn. Rồi, ok. Đủ đồ rồi đó. Cái con Betanadon đâu rồi? Đây rồi. Thấy chưa? Mình có đuốc nè, lửa nè, đâu cần mà phải chỉnh trời sáng đâu. Cho nó đẹp thôi. Đó. Mình lấy cái này thôi. À quên, lấy cái đó với lại lấy trái nấm và lại trái này. Lên. Rồi, trời sáng rồi, chúng ta đi săn khủng long tiếp nè. Wow, bên đây lại có cái thác nữa nè các bạn. Có vô được không ta? Coi chừng có bí ẩn á. Vô coi. Ui, đẹp quá à. Có đĩa không? Có đĩa tôi không có chơi đâu nha. Rồi, cứng rồi, không vô được các bạn ơi. Mình mừng vì mình khỏe lại được để mình làm clip chứ bạn là định hôm nay không có làm rồi. May là mình khỏe lại được á, mình làm luôn, mừng gì đâu á. Chứ hồi sáng giờ là mình nằm một cục luôn rồi, chiều chứ, hồi chiều làm game Dark Alive xong là mình nằm luôn rồi. Gục. Mấy bạn biết sao mấy này mình không có livestream không? À, mạng của mình đây nó bị gì á. Nó bị SIDA quá, mình live không được, mạng yếu quá, đứt cáp nè, hình như nó chưa xong nè. Nên chẳng có thể live cho các bạn coi. Chán. Chúng ta đang đi về đâu đây? Oh, Griffin nè. Con này thì mình không dám cưỡi các bạn ơi. Nó rush game nên mình rất là ngại bắt nó. Giết nó thì ok thôi. Nè. Chết đi. Ủa? Mình vừa giết cái con gì ta? Ghiêu là gì ta? Ủa, ghiêu là gì trời? Nè. Kingdom S. Ghiêu. Không biết nữa. Rồi, chúng ta đi kiếm con chúng ta cần thiết thôi. Mày hả bởi Betanadon của bắp của anh là có thể giết tụi mày được nha. Wow, giết cái này có đồ luôn hả? Ăn thịt. Không biết cái con có gai ở nằm ở đâu ha. Con này nhiều ghê các bạn ơi. Rồi, kệ nó đi, không nên đụng hơn. Wow, sao con Akash này nhiều dữ ta? Thấy nó này nhiều ghê luôn á. Rồi, con này không biết quýnh nổi nó không ta? Ê. Ê, trời, hết hồn luôn. Rồi, mấy con ong này. Ê, con... mấy con khỉ này. Mấy con kiến này nó. Mày lại chết chưa trời? Kê, con thi là cô leo nó đang nhảy. Triệu đâm ba đa. Mèo alpha. Thôi bắt không được rồi. Để vài bữa mình chế mấy con tên xịn ha. Thôi quýnh mấy con bò cạp này mình sợ mình chết lắm. Thôi tốt nhất là không nên đụng vào nó, dây dưa vào nó để rồi chết. Bây giờ mình rất là yếu. Mình cần phải kiếm một con đó, nói chung là con gì ta, con badass à, đây rồi em, đây rồi em ơi. Wow, trời ơi. Các bạn đợi mình xíu nha, chảy nước mũi khó chịu quá. Đừ dữ trời. Ê, thanh đi, làm gì vậy? Trời ơi, con này biết bây giờ nó mới đậu. Hô, à, đậu rồi. Quá là phê. Thịt đâu? À, thịt để ô, để lát.
Ok, em ok. Bắt hy vọng mà bắt được con mẹ này. Ăn thịt không? Ơi ơi ơi. Rồi bay luôn rồi. Chí theo nó. Đó, bắt được con này là cho mấy bạn coi. Mình sẽ cưỡi con này, mình thích con này lắm. Con này có độc trong người. Mắt độc. Đâu rồi? Không ăn rồi, rồi con này nó không ăn mấy bạn ơi. À, sao bắt được nó trời. Giết nó thử coi. Giết nổi không ha. Ôi, sao con này mạnh dữ vậy? Con nó badass mà con này đập cái chết hả? Wow, con này mạnh dữ trời. Ờ, cái cây kìa. Ờ, game này nhiều cái hay quá à. Map này nhiều cái đã ghê luôn á. Vậy mà các bạn chơi, mình không biết chơi điểm nào nữa. Cái map đẹp vậy mà các bạn không thích. Mình thích lắm luôn á. Ê, có semi-tin này hốt hết thôi. Ê, chạy thôi. Con Hải Ly nó tới quất mình liền á. Quất hả mày? Dễ ăn lắm, dễ ăn lắm, dễ ăn lắm. Mày biết. Hai con luôn. Ghê hả? Vô đây. Vô đây. Ờ, đông vậy. Ô, có small heo. Đã. Đi kiếm nữa coi. Thác nước à, đi kiếm xem tin nhiều nhiều lên mình làm góc nhồm. Tưng 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 tưng. Ủa, con này hai đầu hay bị kẹt vậy? Hình như nó bị kẹt các bạn ơi. Ơi, con gì đẹp quá vậy? Ôi man. The Devil Difficult. Strong Devil. Devil. Thôi còn đó kệ đi. Wow, nó có nhạc. Thôi có mấy cái nhạc của này mình sợ lắm. Đà, bây giờ mình chưa thiệt sự là mình không đủ tuổi để nói chung là bắt mấy con đó, nên các bạn chịu khó chờ đợi trong thời gian sớm nhất có thể. Con kim của mình này nó bá lắm á. Đừng nghĩ mình nó yếu nha. Wow. Anh ăn trộm đồ sao anh chạy đây. He he. Cementing quá trời luôn. Khỏi phải làm cực khổ đi cấp đồ của tụi nó. Đi cấp đồ. Gì vậy? Gì vậy? Chạy. Ê gì vậy? Ôi con trôn đồ. Rồi cả làng nó dí mình luôn rồi. Thôi để mình không giết nó đâu. Mình sẽ để cho nó sinh sống để mình có đồ, còn đồ mình đĩa chứ. Chứ giết hết tụi nó lấy đồ đâu mà mình đĩa, đúng không? Đó, tập này là chúng ta đi phiêu lưu giang hồ. Ê mấy thồ phải không? Đó. Nó dí dai không ta? Mấy con trôn đồ này dai ghê. Tập này, mấy tập này mình nghèo y như là cục cứt mèo luôn á. Không có gì hết. Vừa ngồi quay clip vừa ngồi ngắm cá đúng đã. Không biết ra nhiều em thích nuôi vật cưng hay là nuôi mấy con cá đồ không ha. Chứ mình khoái lắm. Mình là fan nuôi cá nè, nuôi chim nè. Hồi nhỏ mình nuôi nhiều lắm mà nó chết hết rồi. Nay lớn rồi giờ mới dám nuôi lại á. Mình nuôi mình làm biếng á. Đầu tiên gì mình chăm kỹ lắm. Sau này mình làm biếng mình không có chăm, nên mẹ mình chửi hoài. Lớn rồi, giờ biết rồi, ý thức rồi. Nên là nuôi con gì là phải chăm con nó kỹ kỹ tí. Để cái mũi cung này vô tao bắn cho mày. Ý, stay high. Ok boy. Chết. Con này bắn đánh xỉu nha. Wow. Wow, chết cha rồi, chết rồi. Kim chỗ xỉu rồi đó. Châu trời. Biết mà, mình biết mình bị xỉu mà. Đi kiếm chỗ xỉu nè. Rồi, xẹo chân luôn nè bạn thấy không. Chơi mà nó khó vậy thành ra nó hay. Chứ mà chơi mình bá quá, mình làm mất chất sinh tồn của game này hết. Ê, cái gì vậy? Con nào tới vậy? Ờ, may quá con của mình. Rồi, tao sắp tỉnh rồi, đợi xíu tao sẽ tỉnh ngay đây. No. Ai, được rồi, mấy cực. Đi thôi, đi bay dùng núi. Ơi, có nhiều con này quá à, mà những con này bắt chưa có được mấy bạn ơi.
các bạn đợi tập xong mình sẽ bắt cho các bạn coi nha. Giờ chưa đủ tuổi bắt. Nó đẹp quá trần luôn, mình muốn bắt lắm nhưng giờ chưa bắt được nè. Con gấu nè, còn chưa bắt được. Ơi, sao map này khóa bên đây rồi? Hình như có khúc qua được, có khúc chưa qua được các bạn. Lâm hả? Rồi, có 19 lòng mà. Rồi, dưới có mấy con khủng long ghê ghê kìa. Cano. Cano sao chết? Ý, con bộ xe. Ôi, con bộ xe đẹp quá vậy. Ôi, thôi, thôi, thôi. Quên mấy con này mệt lắm. Này, có mấy con rùa nè. Mình thực sự là mình giờ không có cách nào bắt được tụi này hết. Nên thôi cứ từ từ, chơi từ từ mà tìm hiểu rồi bắt sau. Chuyến đi kiếm Obsidian gần như nó nát nát sao á. Sao toàn là không có Obsidian đó. Đi xa đi du lịch mà không có Obsidian chứ. Chắc phải qua núi lửa. Ăn trộm trứng rồng về chiên ăn. À quên, mình đang đi kiếm con kia mà thực chất là mình kiếm chưa có ra. Rồi, đâu hết trơn rồi, mấy con này không bắt được mới đau chứ. Con này bắt chưa được. Bắt được con này là quá ngon rồi. Ơi cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Rồi thôi 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 thôi. Khúc này nguy hiểm quá. Ây da. Cảm nữ quá. Có xe mê tinh đồng hàng. Ơi con chim mày lại vậy? Sao bơi được dưới nước luôn vậy? Ơi, cái này lỗi vậy? Nó bơi dưới nước luôn các bạn ơi. Ừ, cấu rồi. Oh no. Rồi, con này nó bơi dưới nước luôn rồi. Rồi kệ đi, mình vài bữa mình cố bắt sau. Bây giờ đi kiếm cái con đập đá đó. Cái con đuôi gai rồi các bạn. Không biết nó nằm ở hướng nào bắt nữa. Đuôi gai ơi, mày ở đâu? Mau xuất hiện đi, ta sẽ bắt mày, ta sẽ cưng mày lắm. Bây giờ mình qua đuối tiết rồi. Chắc chắn không có con đó đâu. Ở đâu ha? Đuối tiết rồi bị lạnh à. Ventvit. Mình phải đi kiếm cái con đó nè, tuyết rơi đẹp quá. Mà mình bị lạnh mất máu. Sói à? Này thì sói, level 1000. Cái lộn, level 400. Rồi, ôi trâu á. Ê, mình lượm được cái gì kìa? Hình như cái cung xịn mấy bạn ơi. Cái nỏ xịn, cái nỏ xịn. Đâu ta? Hàng đâu rồi? Mày hổ báo lực. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Đang xem đồ mà các chú cứ lại sắn sắt. Wow. Brass Smithy Stone Rampart hả? Cái này liệu có mạnh hơn không trời? 121% mà. Chắc mạnh hơn cây của mình đó. Brush, cây này chắc mạnh hơn. Mũi tên đâu rồi? Rồi đi thôi. Mình nghe tiếng con nào ghê á trời. Wow, chỗ này bị đóng băng đẹp quá à.
Ơi chết cha, mình bị đau, bị lạnh rồi. Có máu nè, uống vô cái. Rồi uống vô đầy máu, uống phắn thôi. Khu này chơi không được đâu các bạn ơi. Ôi, khu này nguy hiểm quá. Wow. Rồi mình đi mở map luôn. Đi mở map chứ kiếm khủng long cho các bạn coi ha. Wow. Câu này nè, không được đâu. Còn đó thì không được rồi, cano. Thực chất chưa đủ trình để bắt nó. Trên đây là metal. Nơi nào có obsidian. Wow, có cái cầu khổng lồ kìa. Có mấy con chim badass mà bắn không được chán ghê ta. Nhớ là chỉ cần nhét thịt là nó ăn thôi mà ta. Sau này nó khó tính quá vậy. Để thịt thịt này chắc nó không ăn á. Coi chừng nó ăn thịt kia hay sao. Đâu rồi? Cái con badass đâu rồi? Có con đó mình bắt khủng long cũng dễ lắm các bạn. Đây rồi. Wow, Gryffindor. Ôi sao mà nhiều quá vậy? Oh no. Trời ơi, cả trăm con luôn ghê hả? Ôi sao mà nhiều quá vậy? Thôi. Đậu xuống đi, đúng rồi, đậu xuống đi. Chết hết đi tụi mày. Ăn đi, ăn vô. Mày không ăn đúng không? Không xỉu à. Con này khó chơi quá. Gì trời, dễ mà hụt. Ôi trời ơi. Bày xào á, con này bắt chưa được, chưa đủ trình để bắt nó. Mấy con đó sao mình nhớ cho nó ăn rồi nó ăn mà ta sao, tại vì sao con này nó không ăn ta, con này bắt được nè. Ơi con gì đây? Ơi con nhện cơ. Xỉu hả? Ơi badass Betanadon bị defeat luôn rồi. Thôi con này mạnh lắm. Bỏ đi, quá trời con mới luôn các bạn thấy không? Mình giờ mình không có gì để bắt được tụi nó hết. Mình chỉ ăn hiếp được mấy con này thôi. Trời ơi. Sao để nó làm mấy cái cây chất quá vậy ta? Chất lầy luôn hả? Có xương khủng long nữa. Wow. Mọc ngay giữa khe núi luôn, bự chát. Slack. Ui, Spino. Survival. Wow, mình được cái lưng của nó kìa. Được cái vây của nó. Ủa chí ta, cái đó làm gì hả? Này làm chí ta? Trophy hả? Kiểu như người sâu lên, kiểu mình bắt được mấy con này. Thôi sao hôm nay khủng long ra dữ ta. Rồi có con nữa kìa. Wow. Thôi mình cứ đi đi từ từ đi. Kiếm được cái gì hắn hay. Có đá dưới đây luôn nè. Cái cầu kìa. Quá trời bự luôn. Cái cầu này mình xây lên chứ đâu. Giờ nó đùa thôi. Mình làm gì đủ mà xây được cái này. Lên con nào. Bay quá trời xa rồi. Không biết khi nào mới về nhà được đây.
Nó làm mấy cây là chất rồi. Ơi đập được luôn phải à? Mấy cái chỗ này đẹp quá các bạn ơi, thật sự là rất là đẹp luôn á. Tập này là chủ yếu là đi phượt kiếm mấy con kia thôi. Yo yo yo, trò này nó nghỉ mệt đó, hồi stamina đó. Chúng ta đi tiếp. Hỏi lên chưa? Rồi, đi tiếp thôi. Wow, đã quá à. Các bạn thấy đã map này vậy các bạn không thích hả? Map này đẹp quá chừng mà. Tại sao mấy khủng long nó bị lỗi nó bị bay hai con. Ủa đâu phải. Bị ấm ánh nước hay sao á? Quá trời thú vui trong map này luôn. Wow, thác nước lia lịa quá trời thác nước luôn. Nơi nào có đĩa ta? Bắt đĩa để câu cá cũng vui lắm. Wow. Refin đâu rồi, đứa nào dám ra đây? Một đứa, hai đứa. Ôi đông quá vậy. Trời ơi, what the fuck, sao mà đông quá vậy nè. Có refin đỏ nữa kìa các bạn ơi. Rồi mày vô đây, rồi mày vô đây tao tiếp hết luôn. Ơi ơi, có con alpha alpha. Thôi thôi, chu. Thôi alpha dí mình kìa. Thôi alpha chơi không lại. Alpha là con này chết á. Biết đâu bất ngờ. Trời ơi. Biết thân biết phận của mình chút đi. Tụi mày tuổi đâu mà dí tao. Mày biết phận chút đi. Biết thân biết phận. Mày biết thân biết phận một chút giùm cái. Wow, con này quánh thốn à. Ok, come here boy. Mày rứa máu rồi thì đơn giản thì phải chết thôi. Rồi phải chết xác nó coi nó có cái gì không. Wow, có đồ chơi. Có đồ chơi nè. Quần, đổi cái quần luôn. Rồi được rồi, hết hàng. Rồi. Trời ơi. Đâu ra mà đông rất to dưới nè. Thôi đi thôi, không quậy nữa. Con gì đang bay cái tiếng đùng đùng vậy ta. Rồi, Obsidian nè. Rồi. Giống cái con nào nó bị lát cái ta. Mình nghe tiếng ở đâu á. Ok đi. Ơi ơi. Ở đâu ta? Chắc bị kẹt trong đá quá vậy. Ê, con gì nè. Đuối lộn giống rùa à. Trời đã ta. Wow, con rùa mạnh quá à. Rùa mạnh à. Có gì đây không? Wow,
Đồ xịn nha. Không biết có gì không ạ. Trời ơi, chẳng có đồ gì hết. Con này à, con này mình không cần, con này à, nó farm đá à. Mình là mình cần con kia. Ở sông này bự á. Bọ cạp. Bọ cạp mình chỉ có thịt thúi sao á. Phải chi tin, chi tin. Gấu là có lòng đúng không ta? Ít quá. Wow. Rồi phá tổ ong. Rồi, mình chọc tổ ong hoài nó cắn nó chích cho mình sưng đít luôn á. Rồi con ốc sên kìa các bạn. What the fuck ốc sên. What the fuck ốc sên. Holy shit. Trời ơi, con mắt ở đâu ra? Ê, ê, ê. Rồi, mấy bà kia. Thôi, tôi đang đi tham quan mà bị phá hoài. Cho nên chắc có cái hộp gì nữa. Hộp đâu? Quay bóc. Thấy cái hộp nó hết nhỉ? Raptor. Ý con chim. Thôi mà ba đát phương không? Con này thì bắn không đủ tuổi bắt được nó chán. Mình không biết còn đủ đồ để làm cống nhòm không ta. Elite. Elite mình thiếu à thiếu metal à. Thiếu metal à. Được á. Bắt mấy con này nè mới đã. Ồ. Wow shit thật. Mình đang gặp cái quái ở đây, con này đẹp vậy. Con này nữa. Ơi. Wait. Stop music. Nó lên nhạc các bạn ơi, hồi né đi. Để chừng sau mình mạnh mạnh mà lại mình bắt mấy con này các bạn ha. À, các bạn cho bạn xem nó thú vị như thế nào thôi. Chứ giờ chưa có tài năng gì mà để bắt được bọn này hết. Tập này mình chú ý đi tham quan là chính. Tập con nào yếu yếu bắt là 10. Có ta. Tập trước mình đi săn cả mớ con cá mập tà le hết. Cá heo kìa. Rồi cá mập, cá heo, cá voi rồi tùm lum hết. Rồi cá mập mắc cạn nữa kìa. Ui, nó bị xê. Ê, 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 nó quăng dây mình. Thằng khốn này. Ơi, hụt rồi. Chết cha rồi. Kiếm chỗ nấp lẹ sắp xỉu rồi. À, chết. Lên. Xỉu giờ. Ở chỗ này đi. Con chích bầm nó bắn mình xỉu kìa. Rồi có cái trái tím tím ăn không? À đây này đây ra mình là hát xì nữa chịu không nổi. Thôi được rồi đi tiếp thôi. Hành trình chúng ta vẫn chưa kết thúc. Rồi cả sáu kìa. Ê con gì đây? Ê cái con gì lạ vậy? Ở các bạn nhìn kìa. Ơi con này mình chưa gặp bao giờ luôn á. Ghê á, quái vật xương à. Ơi có một bò tót nữa kìa. Rồi bò tót đi luôn rồi. À, đi. À, chỗ này có ray mít râm khá là nhiều. Wow, có mấy con quỷ ngoài hành tinh nữa kìa các bạn ơi. Ơi, ba đá cóc nữa kìa. Quỷ đúc đúc như đít nó được không ta?
Không được, không được, không được. Ray mất râm. Ray mất râm hả? What the fuck, nặng rồi. Oh, 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 oh. Nắm nè, nắm nè, ít quá. Rồi lắc dưới trời. Thôi được rồi á, mình sẽ phát này về. Ở chỗ này nói chung là không có làm gì được hết. Đâu rồi? Thôi đi thôi. Quá trời ba cái sinh vật gì mà khó hiểu quá. Cá sấu và tùm lum con đặc biệt nè các bạn thấy không. Ôi con gì đẹp dữ nè. Ôi bột cạp gì lạ, con này đẹp quá à. Kìa. Này á, cái game này bắt đầu hay rồi đó. Quá trời con độc quyền luôn. Bây giờ mình đang đi kiếm con kia, đang đi kiếm con đập đá mà nãy kiếm mấy kỷ, mấy thế kỷ không thấy đâu hết ta. Núi rồi nè. Rồi quái vật ngoài hành tinh nè. Rồi con gì kỳ vậy trời, bò cạp gì đây, bò cạp ngoài hành tinh nè. Đây là núi rồi, tại sao lại không có cái gì cả? Vùng đất chết. Rồi. Ghê vãi. Chán ghê, không có con đó sao bắt ta. Rồi rồi, mình chắc mình phải đi về thôi. Kiếm không ra, đi về hy vọng nó sẽ ra. Lộn đường rồi. Giờ đi đường nào ta? Hình như đi hướng này nè. Ok, đi về thôi. Thôi, có tụi NPC nó kìa, thôi bỏ đi. NPC hàng khủng quá các bạn. Nhưng bây giờ không có gì bắt được tụi nó. Bắt vài thằng này cho nó canh nhà mà không có được. Tập này đi phiêu lưu không à. Vùng đất đá phải có con gai gai lưng, lưng gai gai chứ. Con mẹ gì đó đây trời. Ôi trời. Gồng đá các bạn ơi. Ôi con gì ấy. Ôi trời, thôi chừng sau mình đủ mạnh mình quay về đây đi. Quá trời con đặc biệt luôn kìa. Thốn thốn không vậy? Thôi đi đi đi. Trận này đi săn phèo quá. Quá trời con lạ luôn. Rất to. Corito. Rít thồm mọc ba cái chỗ gì lạ kỳ vậy. Rồi farm hết luôn. Ủa sao chỗ cây này nó bị gì ta. À bay cao quá anh, nó bể hình. Ôi, chỗ này cay vui ta. Tuy red con. Ôi trời ơi, nguyên cái xác. Ôi, có đồ chơi kìa. Ôi, số lượng có đồ chơi không?
gì đây, Master Ankylo. Trời, không gặp con Ankylo mà gặp cái y của nó. Ankylo, mình đang kiếm một Ankylo nè. Master Rap Ankylo, giờ tôi không thấy Ankylo đâu ra mà tự nhiên cho cái y nó biết mình đang tìm con Ankylo chọc chọc quê mình sao á. Đây đang đi hướng này hướng về nhà nè. Biết Ankylo nó sống khu vực nào ha. Má mày rộng ghê hồn luôn. Ankylo, where are you? Oh no, game brush rồi, chán vậy trời. Thôi được rồi, video này quay 45 phút vậy, tự nhiên nó map nó bị lỗi rồi các bạn ơi. Để tập sau mình cho các bạn xem cái con Phượng Hoàng đáng lấy về làm con Phượng Hoàng mấy bạn coi rồi, mà nhưng giờ nó bị rát rồi nên không coi được. Thì thôi được rồi, chào các bạn nhé, bye bye.